Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Mỹ không trả vũ khí hạt nhân trong khi châu Âu bày tỏ sự ủng hộ đối với Ukraine. Ngày 2 tháng 12, VOA tiếng Việt loan tin Mỹ không giao trả vũ khí hạt nhân cho Ukraine. VOA dẫn lời ông Jack Sullivan, cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng, cho biết hôm 1 tháng 12 rằng Mỹ không xem xét hoàn trả lại cho Ukraine vũ khí hạt nhân mà họ đã từ bỏ sau khi Liên Xô sụp đổ. Hình ảnh bản tin trên VOA. Ông Sullivan có phát biểu như vậy khi được hỏi về bài báo của New York Times hồi tháng trước, trong đó đưa tin rằng một số quan chức phương Tây giấu tên đã gợi ý cho Tổng thống Mỹ Joe Biden có thể cung cấp vũ khí hạt nhân cho Ukraine trước khi ông rời nhiệm sở. Điều đó không được xem xét, không. Những gì chúng tôi đang làm là tăng cường những năng lực thông thường, đa dạng cho Ukraine để họ có thể tự vệ hiệu quả và chiến đấu với người Nga, chứ không phải là cung cấp cho họ năng lực hạt nhân, ông nói với kênh ABC. Theo VOA, tuần trước, Nga cho biết ý tưởng này là hoàn toàn điên rồ và một trong những lý do khiến Moscow điều quân vào Ukraine là ngăn cản kịch bản như vậy xảy ra. VOA cho biết Kiev được thừa hưởng vũ khí hạt nhân từ Liên Xô sau khi Liên Xô sụp đổ hồi năm 1991, nhưng đã từ bỏ chúng theo một thỏa thuận vào năm 1994, được gọi là bản ghi nhớ Budapest, để đổi lấy sự đảm bảo an ninh từ Nga, Mỹ và Anh. Bên cạnh đó, những ngày này, nhiều lãnh đạo phương Tây đã thể hiện sự quan tâm đến Ukraine trước lo ngại Tổng thống đắc cử Donald Trump của Mỹ có thể buộc Kiev phải đưa ra những nhượng bộ khó khăn với một thỏa thuận hòa bình bất lợi cho Ukraine và giảm viện trợ cho Ukraine trong nhiệm kỳ của ông. Cùng ngày 2 tháng 12, VOA đưa tin Thủ tướng Đức đến Kiev cam kết viện trợ quân sự cho Ukraine. Theo đó, Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã hứa sẽ viện trợ quân sự 680 triệu đô la Mỹ cho Ukraine trong chuyến thăm Kiev hôm 2 tháng 12. Thủ tướng Scholz cho biết Ukraine có thể dựa vào Đức và chuyến thăm của ông nhằm củng cố cam kết đó. Ông cho biết các thiết bị quân sự mới sẽ được chuyển giao cho Ukraine trong tháng này. Cũng ngày 2 tháng 12, VOA tiếp tục loan tin tân lãnh đạo EU thăm Kiev vào ngày bắt đầu cương vị mới. Theo đó, nhà ngoại giao hàng đầu của Liên minh châu Âu EU, bà Katja Kallas, và người đứng đầu Hội đồng châu Âu, ông Antonio Costa, đã đến Kiev hôm 1 tháng 12 để bày tỏ sự ủng hộ đối với Ukraine vào ngày đầu tiên nhậm chức. Đội ngũ lãnh đạo mới của Liên minh châu Âu muốn chứng minh rằng họ vẫn kiên quyết ủng hộ Kiev vào thời điểm nguy cấp đối với Ukraine. Trong khi đó, VOA cho biết căng thẳng leo thang khi Tổng thống Nga Putin đe dọa sẽ tấn công các tòa nhà chính phủ ở Kiev bằng tên lửa Oreshnik mới của họ sau khi bắn tên lửa này vào Ukraine lần đầu tiên hồi tháng trước. Ông Putin nói rằng động thái này là phản ứng trước việc Kiev được bật đèn xanh để tấn công vào Nga bằng tên lửa của Mỹ và Anh, và ông đe dọa sẽ đáp trả các quốc gia cùng các vũ khí. VOA cũng dẫn lời kêu gọi của Tổng thống Ukraine Zelensky hôm 29 tháng 11 rằng NATO cần đưa ra các biện pháp đảm bảo cho các khu vực của Ukraine do Kiev kiểm soát để ngăn chặn giai đoạn nóng của cuộc chiến, và ngụ ý rằng sau đó ông sẽ sẵn sàng chờ để giành lại các vùng lãnh thổ khác mà Nga đã chiếm giữ. Nếu chúng ta nói về lệnh ngừng bắn, chúng tôi cần đảm bảo rằng Putin sẽ không quay trở lại, ông Zelensky nói. Bà Kalash nói rằng sự bảo đảm an ninh mạnh nhất là tư cách của thành viên NATO. Vẫn theo VOA, có rất ít triển vọng NATO sẽ sớm cấp tư cách thành viên cho Ukraine do những lo ngại bị lôi kéo vào cuộc chiến của một số thành viên NATO. Tuy nhiên, bà Kalash cũng nói rằng EU thực sự không nên loại trừ bất cứ điều gì liên quan đến vấn đề triển khai binh sĩ châu Âu để giúp thực thi bất kỳ lệnh ngừng bắn nào. Tâm lý sùng kính lãnh tụ của người Việt đã suy giảm. Ngày 30 tháng 11, AFA tiếng Việt đăng bài bình luận Chiến dịch cắt giảm quốc tang của blogger Nguyễn Nhân. Tác giả cho biết Việt Nam có quy định chỉ có tứ trụ và cán bộ cấp cao do Bộ Chính trị quyết định thì khi chết mới được hưởng nghi thức quốc tang. Trường hợp cán bộ cấp cao không thuộc tứ trụ thì từng có ông Võ Nguyên Giáp. Hình ảnh bài trên AFA. Tác giả mỉa mai,
Làm gì có lãnh đạo to nào tự nhiên xin thôi giữ chức vụ như ông Huệ, ông Thưởng. Thế nên phải có cái lý do đằng sau việc này. Chỉ riêng cái lý do được Trung ương Đảng đưa ra về việc thôi chức theo nguyện vọng đã vả nhau đom đóm. Cụ thể, đảng bảo các ông đã vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên và chịu trách nhiệm người đứng đầu, gây dư luận xấu, làm ảnh hưởng đến uy tín của đảng, nhà nước và cá nhân. Tác giả thắc mắc tại sao vi phạm trầm trọng đến thế mà không xử lý theo pháp luật lại nhẹ nhàng cho hạ cánh an toàn. Nếu thượng tôn pháp luật thì mọi vi phạm của các ông Huệ và ông Thưởng đều phải xem xét công khai và thông qua các quy trình luật định như với mọi công dân khác. Theo tác giả, cái kết luận tháng 4 về việc cho thôi chức còn u u minh minh không thuyết phục. Có lẽ vì thế mà kết luận tháng 11 sáng tỏ thêm kỷ luật hai ông Huệ và Thưởng có liên quan đến chống tham nhũng tiêu cực. Hình ảnh ông Vương Đình Huệ. Tác giả bình luận, cảnh cáo là bước đầu, bước đệm, bước thăm dò hay đã là bước cuối, chúng ta chưa biết. Nhưng nhìn hướng gió thì thấy cổng nhà ông Huệ, ông Thưởng không còn vững nữa, đã lung lay rồi. Dân lắm mồm Việt Nam, đồn thổi, phen này thì chết, cắt hết, cắt tuốt, tuột luôn cả cái chức nguyên chủ tịch quốc hội, nguyên chủ tịch nước. Thế có nghĩa là lúc chết thì cũng không được quốc tang, nghĩa là cắt giảm quốc tang đấy. Tác giả hài hước, Việt Nam là đất nước nghệ thuật, thường xuyên có kịch hay, bất ngờ đến phút chót. Nên cái sự cắt giảm quốc tang này có thật không? Chỉ cắt hai vị hay còn cắt tiếp thì cứ bình tĩnh chờ xem. Nhưng tác giả đánh giá, tâm lý sùng kính lãnh tụ ở Việt Nam đã suy giảm rất nhiều so với trước. Trên thế giới, có lẽ chỉ có Việt Nam và Bắc Triều Tiên là bị nhồi sọ tâm lý sùng kính lãnh đạo như cha, như ông, như tổ. Việt Nam có cả một đại dương thơ ca, nhạc họa, kịch, phim, múa về chủ đề ca ngợi lãnh tụ. Cũng chỉ mới đây thôi, công an còn phạt kha khá các YouTuber, TikToker, có nhiều người follow về cái tội lỡ miệng châm chọc lãnh đạo trên sóng livestream. Hình ảnh ông Võ Văn Thưởng. Vẫn theo tác giả, trong văn viết chính thống, các lãnh tụ được trang trọng viết hoa chữ người. Còn người dân thì trong bất cứ hành vi tương tác nào với chính quyền, với quý cơ quan đoàn thể cũng đều phải bắt đầu bằng kính thưa, kính xin. Từ tâm lý kẻ dưới khúm núm, luôn biết ơn lãnh đạo, lãnh tụ, mà giờ dám đem cả các lãnh đạo cao nhất nước ra trào lộng kiểu chiến dịch cắt giảm quốc tang. Tâm lý tôn sùng, thánh hóa lãnh tụ đã suy giảm đến mức có lẽ nó sẽ tan biến cùng với sự ra đi của những người đã quá già hoặc quá hạn hẹp trong nhận thức. Tác giả nhận định đó là một bước tiến vĩ đại trong nhận thức của người Việt Nam, là kết quả của cả một quá trình dài dằng dặc tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nhận thức của không ít người Việt Nam hiện tại, là kết quả của việc nhìn ra thế giới, đi khắp hoàn cầu để hình thành nhận thức và ý thức độc lập, chứ không phụ thuộc vào những tài liệu, nghị quyết có mục đích tuyên truyền. Đó là tự quan sát, tự suy nghĩ, tự định hướng. Tác giả cho rằng một ngày không xa, ý thức độc lập này sẽ phá tung những rào chắn cuối cùng của sự kiềm hãm, độc tài, nhồi sọ, lề phải, để nở bung ngập tràn những đóa hoa vang lộng bầu trời và luôn chảy dòng thác dạt dào của trí tuệ và tâm hồn tự do vĩnh viễn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo chấm d với bản tin Tâm lý sùng kính lãnh tụ của người Việt đã suy giảm. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết, cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo chấm d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất.